Nóng, câu lạc bộ Than Quảng Ninh dừng hoạt động, thanh lý toàn bộ hợp đồng. Trước cơn khủng hoảng tài chính không có lối thoát, lãnh đạo câu lạc bộ Than Quảng Ninh tuyên bố dừng hoạt động đội bóng, đồng thời sẽ thanh lý toàn bộ hợp đồng của các cầu thủ. Sau khi hàng loạt cầu thủ Than Quảng Ninh có tâm thư về việc đòi nợ tiền lương, lót tay hàng chục tỷ đồng, câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã có biến. Theo đó, ban lãnh đạo đội bóng quyết định dừng hoạt động trong một năm, đồng thời tiến hành thanh lý toàn bộ hợp đồng của các cầu thủ. Đội trưởng Nguyễn Hải Huy là người đầu tiên lên gặp lãnh đạo câu lạc bộ để lấy giấy thanh lý hợp đồng trong sáng nay, ngày 25 tháng 8. Hải Huy cho biết, việc thanh lý hợp đồng tôi không buồn vì dù sao hợp đồng của tôi cuối năm nay cũng hết. Nhưng điều mà chúng tôi lo lắng nhất là những khoản nợ lớn của các cầu thủ giờ sẽ giải quyết thế nào khi câu lạc bộ dừng hoạt động một năm. Hiện tại, cá nhân tôi đang bị nợ gần 1 tỷ đồng, bao gồm tiền nợ lương 4 tháng và tiền lót tay nửa mùa giải. Không chỉ Hải Huy, các cầu thủ còn lại của Than Quảng Ninh cũng đang rất hoang mang. Tất cả đều cho rằng việc đòi nợ lúc này là cực khó, vì đội bóng chưa biết đi đâu về đâu, thậm chí có nguy cơ bị giải thể. Nếu phá sản, những khoản nợ của cầu thủ gần như khó được giải ngân. Giờ thì tôi cũng chỉ mong tỉnh Quảng Ninh nhận lại đội bóng, rồi làm thế nào đó trả nợ cho các cầu thủ. Chứ tình hình này đúng là rất lo lắng, một cầu thủ cho biết. Cũng theo cầu thủ này, đến thời điểm hiện tại phía tỉnh Quảng Ninh chưa có thông báo nào. Các cầu thủ sau khi được thanh lý hợp đồng sẽ phải tìm kiếm đội bóng mới, nhưng vẫn cố tìm mọi cách để đòi lại món nợ, với số tiền trên dưới 1 tỷ đồng mỗi người. Tôi vừa lên lấy giấy thanh lý hợp đồng và cũng có hỏi những khoản tiền đội bóng còn nợ sẽ giải quyết ra sao. Họ cho biết trong thời gian tới, nếu có kinh phí, sẽ trả nợ cho các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi lo lắm vì nếu công ty tuyên bố phá sản thì ai sẽ đứng ra trả nợ cho chúng tôi. Chắc mọi người đều biết, thời gian qua chúng tôi khó khăn ra sao, Hải Huy chia sẻ. Trong cuộc chia sẻ với báo giới cách đây ít ngày, người đứng đầu câu lạc bộ Than Quảng Ninh, chủ tịch Phạm Thanh Hùng cũng đã thừa nhận việc câu lạc bộ đang nợ tiền các cầu thủ lên đến hơn 70 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán. Theo ông Hùng, ban lãnh đạo đội bóng cũng đã viết lá đơn kêu cứu gửi lên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhưng không nhận được hồi âm. Sau đó, câu lạc bộ Than Quảng Ninh buộc phải dừng hoạt động và thanh lý toàn bộ hợp đồng của các cầu thủ.